Chỉ trong 3 ngày các đội đua thử nghiệm cho chiếc xe mới của mình, các đội đã thu được rất nhiều bài học trước khi họ bắt đầu mùa giải tại Bahrain vào thứ Bảy này. Mercedes mặc dù rất dè chừng sức mạnh của chiếc W15, nhưng khi chiếc xe rời khỏi pit, nó đã đem lại kết quả rất tốt trên đường đua. Chiếc Mercedes đem lại cảm giác dễ lái hơn, cũng như ổn định hơn so với chiếc W14. Theo như dữ liệu thu được, Mercedes có thời gian tương đồng với Ferrari ở tốc độ chạy đường dài, nhưng ở những vòng đua giả lập phân hạng, đội đua nước Đức có phần lép vé hơn so với Ferrari. Chia sẻ sau buổi chạy thử, giám đốc kỹ thuật của Mercedes rất tích cực khi thu được kết quả. Mọi thứ đều rất hiệu quả. Chúng tôi đã có những thử nghiệm đa dạng thiết lập hơn và chúng đem lại kết quả tốt. Chúng tôi đã sống trong cực khổ quá lâu, nhưng đây là cơ hội lớn để chúng tôi vươn lên, mặc dù vị trí dẫn đầu vẫn còn rất xa. Với Ferrari, họ đang đem lại cho những tifosi những hy vọng rất lớn ở mùa giải năm nay. Chiếc SF24 quả thực đã triệt bỏ được những yếu điểm từ chiếc xe tiền nhiệm. Vấn đề ăn lốp giờ đây đã được xử lý hoàn toàn và chạy ổn định hơn khi chạy đường dài. SF24 đang có tốc độ đường dài rất xít sao so với Mercedes, thậm chí còn có thể so sánh với Red Bull khi thời gian của những vòng đua trên cùng một bộ lốp của Leclerc có phần hơn so với Red Bull trong ngày chạy thứ 3. Mặc dù có thể bắt kịp phần nào với Red Bull, nhưng xét về tổng thể, đội đua nước tăng lực này vẫn còn quá mạnh với phần còn lại. Với bộ não thiên tài của Adrian Newey, RB20 mang trong mình vô số những cải tiến về khí động học, đặc biệt là với phần support. Cả Max Verstappen và Checo Perez đều phản hồi tích cực về hiệu suất mạnh mẽ mà RB20 mang lại. Mặc dù rất hài lòng về chiếc RB20, nhưng khi được hỏi về cảm nhận giữa RB20 và RB19, tay đua người Hà Lan trả lời khá thẳng thừng với suy nghĩ của mình. Tôi tin tưởng đội ngũ kỹ sư của chúng tôi, nên tôi không quan tâm họ thiết kế cái gì cả, miễn là nó nhanh hơn. Nhưng họ vẫn khiến tôi bất ngờ bởi những gì họ làm ra. Còn lại, tôi không phải thợ máy và họ cũng không phải tay đua. Mọi người làm đúng công việc của mình và điều đó tạo ra sức mạnh cho chúng tôi. Chúng ta thường nói vui rằng đây cũng chỉ là thử nghiệm. Và quả đúng là vậy, tất cả các đội đua đều chưa chạy quá 70% hiệu suất thực sự của mình trong cả 3 ngày vừa qua. Và tốc độ thật của các đội sẽ được phô bày khi chặng đua Bahrain bắt đầu diễn ra vào ngày thứ 5 tuần này. 97 ngày không Formula One sẽ kết thúc. Khi Formula One quay trở lại, môn thể thao sôi động nhất và hấp dẫn nhất. Sẽ mở màn mùa giải 2024 với chặng Bahrain Grand Prix trực tiếp và duy nhất trên K cộng. Và như vậy là chúng ta đã bắt đầu với mùa giải Formula One 2024. Chúng ta đã được thưởng ngoạn những khung cảnh xa hoa nhất. Cuộc đua của chúng ta chính thức bắt đầu. Carlos Sainz đã có màn xuất phát. Chiếc xe đã đi ra ngoài. Lewis Hamilton vươn lên vị trí dẫn. Max Verstappen.